Hello hello, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Yogi Travel và mình là Thương Bình. Chào mừng mọi người tới với bài tập về sự thăng bằng, bài tập về balance của ngày hôm nay. Đối với mình, balance nó có hai nghĩa. Thứ nhất là balance trên cơ thể của mình và balance trên cả cái tâm trí của mình nữa. Thì bài tập hôm nay sẽ giúp bạn mang lại cả hai ý nghĩa đó. Thứ nhất là giúp bạn kiểm soát lại cái sự thăng bằng của cơ bắp, đặt tay chân đúng vị trí, gồng giữ cơ ở vị trí nào để mình có thể giữ được thăng bằng, đồng thời điều khiển cái hơi thở, cái suy nghĩ, cái cảm giác của cơ thể của mình để giữ được cái tâm trí tập trung vào một điểm, để giữ được cái sự yên tĩnh cho cơ thể của mình và mình giữ được động tác lâu hơn. Nào, sẵn sàng chưa? Hãy trải thảm ra và mình bắt đầu cái bài tập về sự thăng bằng của ngày hôm nay thôi. Ngồi lên giữa thảm, mình hít thở một vài nhịp, lắng đọng cái cơ thể lại mình một chút, thư giãn một chút trước khi mình hoàn toàn vào bài tập hôm nay nha. Thả lỏng cái hông của mình về phía sau, sau đó bạn dòng các đốt sống lưng thẳng lên, giữ hai vai của mình thăng bằng và giữ hai tay lỏng lên gối. Bạn có thể để tay úp hoặc là để ngửa và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hãy bắt đầu cảm giác vào nhịp hít dài và thở dài đi qua mũi của mình. Cảm giác vào cái hơi thở mình luồn qua từng đốt sống, kéo từ các đốt sống cuối cùng, kéo lên lưng dưới, lưng trên, kéo lên cổ và kéo lên đỉnh đầu. Sau khi thở ra, mình hạ từ đỉnh đầu, hạ xuống tới xương cụt và để hông của mình nặng xuống, đầm xuống, chìm xuống dưới sàn nhiều hơn. Thì mình sẽ giữ được cái độ ngồi vững chãi và chắc hơn. Hãy lặp lại hơi thở sâu và dài như vậy vài nhịp nữa. Bắt đầu thư giãn cái khuôn mặt của mình ra nhiều hơn. Mình cảm giác hơi thở của mình càng ngày càng dài hơn và sâu hơn. Và giữ lại thêm một vài nhịp thở như vậy nữa. Nếu có thể, bạn hãy cảm giác về sự đều đặn của từng nhịp hít và thở của mình. Và một nhịp cuối cùng, hãy hít vào thật sâu, rồi thở ra sâu và dài ra. Mình úp nhẹ hai tay lên đầu gối của mình và mình đổ rạp người về trước. Hãy đổ từ từ, cảm giác cái lồng ngực rướn về trước,
và thắt lưng mình kẹo lên một chút, mình rạp xuống thêm chút nữa và rạp về trước thêm. Lồng ngực mình mỗi nhịp thở mình hạ một chút và mỗi nhịp thở hạ một chút, từng chút một cho tới khi mà cái trán mình có thể chạm được dưới sàn luôn. Xuống từ từ, chậm rãi xuống chậm theo hơi thở của mình, và nếu được hãy gỡ hai tay ra và chống xuống sàn, chống hai cái cùi chỏ xuống, bắt đầu lỏng ra nhiều hơn, mềm ra nhiều hơn, từng chút để người lỏng xuống và để trán mềm xuống sàn. Bò bò các ngón tay về trước và mỗi nhịp thở ra mình lỏng cơ thể mình xuống, kéo các đốt sống ở sau lưng của mình gạp xuống nhiều hơn, dài ra nhiều hơn, thở dài, thở dài, lỏng xuống. Và nếu được bạn hãy chạm trán của mình xuống sàn luôn. Hãy hít thở dài xuống từng chút một, lỏng xuống. Giữ ở đây vài nhịp cho các đốt sống của bạn được kéo ra, và bạn cảm giác vào cái sự tiếp giáp với mặt sàn, cái sự liên kết với mặt đất của cơ thể bạn được nhiều hơn. Rồi nhẹ nhàng ngẩng mặt lên, lùi hai cái cùi chỏ của mình vào gần chân hơn, cho tới lúc cùi chỏ và bả vai vuông góc với nhau, mình hãy lắc nhẹ người về hai bên, lắc qua lắc lại lưng, cảm giác về sự di chuyển qua hai bên của bả vai của mình. Sau đó chống giữ tay trái dưới sàn, xoay mặt về bên phải và mình mở tay phải lên trời, lật bàn tay phải, vươn cẳng tay rướn lên, mở bả vai phải ra một chút, rướn cao lên. Hít, rồi thở ra dài. Một nhịp nữa, vươn cao cánh tay, hít vào. Và thở ra, mình hạ tay phải xuống sàn trở lại, quay về vị trí ổn định, quay về vị trí mà hai cái cùi chỏ vuông góc. Lắc nhẹ vai, lắc qua lắc lại. Và mình đổi bên, bám tay phải, hạ cùi chỏ phải chắc xuống. Mình lật tay trái và vươn cánh tay trái lên trời, rướn cao tay trái, xoay mặt và vươn mắt nhìn theo tay trái luôn, kéo cao người lên. Mở lồng ngực và mình giữ thêm một nhịp cuối cùng, rồi nhẹ nhàng hạ từ từ, hạ tay mình xuống sàn, lắc lư vai, lắc lỏng bả vai qua phải qua trái, rồi lùi tay vào trong và ngồi thẳng lưng lên. Hít vào, mở lồng ngực và vươn hai tay lên trời, cánh tay mở rộng, vươn cao tay rướn người lên và chắp hai tay hạ nhẹ nhàng về trước lồng ngực của mình. Lặp lại một lần nữa, hít vào, mở ngang vươn tay và rướn người lên, kéo dài người dạng lưng rướn hết lên. Sau đó chắp tay lại và hạ về trước ngực của mình. Rồi từ từ mình mở mắt ra luôn và mình gỡ hai chân của mình đưa về phía trước. Lắc lắc hai cái mũi chân. Mở hai chân rộng bằng hông, hai tay đặt lên đùi và mình siết cái mũi chân mình chỉ căng về trước. Chỉ căng cái mũi chân căng về trước và rướn lưng lên. Rướn lưng lên. Sau đó đạp cái gót chân căng về trước và bẩy cái mũi chân mình ngược vào phía bên trong.
căng cái phần gân kheo và ép cái gót chân căng như sàn. Dở. Lặp lại lần nữa, chỉ mũi chân về phía trước, căng cái mũi chân ra. Rồi lùi chân ngược vào bên trong, cái mũi chân chỉ ngược và đạp gót chân căng về trước, rướn lưng lên. Và quay về trung tâm, lắc 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 cả hai cái chân của mình tới phần tay. Đưa hai cái tay về trước, cảm giác như mình đang đợi vào một bức tường vô hình ở phía trước. Xòe rộng ngón tay, đẩy căng. Sau đó úp xuống, úp ngược bàn tay xuống. Lặp lại lần nữa, mở căng tay đẩy vào một bức tường ở phía trước, xòe rộng các ngón tay ra. Đây là vị trí bàn tay mở rộng mà mỗi khi tiếp xúc với mặt đất, mỗi khi trụ lực lên bàn tay, mình phải giữ đúng ở vị trí mà tay xòe rộng như vậy nha. Quan sát vào bàn tay của mình để mình nhớ là chút nữa úp tay xuống đất thì mình phải xòe y chang như vậy. Rồi xoay ngược về bên trong. Và lắc 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 nhẹ hai tay. Mình chéo hai chân, đưa hai tay về trước và xòe rộng hai bàn tay bàn dưới sàn. Lùi hai cái đầu gối về phía sau, mình đứng vào vị trí 4 điểm. Hai bàn tay chồng chắc và hai cái đầu gối giữ vuông góc. Mình tập một vài động tác con bò, con mèo cho phần lưng. Hạ nhẹ nhàng từng đốt sống thắt lưng, hít vào. Ngẩng mặt vươn người rướn. Thở ra cuộn nhẹ nhàng. Từng đốt một, kéo vào trong, cầm kéo vào ngực. Hít vào hạ thắt lưng. Rướn người. Thở ra uốn từng đốt sống lưng, cuộn lại. 3, hít vào. Thở dài ra. 2, hít vào. Thở dài ra. Và nhịp cuối cùng, hạ thắt lưng, vươn ngược rườn, hít vào. Thở dài ra. Sau đó mình quay người về vị trí trung tâm, giữ cố định hai tay bám chắc. Bước đầu tiên là hãy hít cái lỗ rốn, gồng cơ bụng của mình lên và vươn cằm về phía trước. Sau đó mình vươn tay phải về trước và đá chân trái về phía sau. Cảm giác như bàn chân đạp chắc vào một bức tường phía vô hình phía sau. Bàn tay rướn về trước, gồng bụng lại, giữ và cảm giác vào sự thăng bằng. Hít bằng mũi dài, thở ra. Tất cả cái độ thăng bằng của mình đang tập trung vào cơ bụng. Hãy hít và nâng cái cơ bụng phần bên trái, phần mông bên trái của mình lên, thì mình sẽ cảm giác được là hai mông mình đang thẳng hàng với nhau. Sau đó các đốt sống lưng rướn thẳng, tay rướn về trước, chân kéo ra sau. Đây là vị trí thăng bằng của cơ bụng của mình và thăng bằng của cơ thể mình. Một nhịp nữa hít dài rướn lên, từ từ hạ tay chồng xuống sàn, hạ đầu gối bên trái xuống, lắc lư người nhẹ về hai bên. Và mình sẽ đổi bên, giữ tay phải bám chắc, kéo cái lỗ rốn mình lên và giữ người thăng bằng trước. Sau đó mình vươn chân trái, chân phải ra sau và rướn tay trái về phía trước, gồng bụng lại, bắt đầu giữ sự thăng bằng của đùi, của mông, của toàn bộ lưng và của cánh tay. Kéo người theo hai chiều, gồng cơ bụng giữ lại. Hít dài, thở rướn ra, bụng siết chặt lại, hít sâu, thở ra. 3, 2, và 1, từ từ hạ bàn tay và hạ đầu gối của mình xuống sàn. Lắc lư nhẹ lưng về hai bên, lắc lỏng lưng và vai về hai bên. Nềm cái phần hông ra một chút, lỏng ra và mình lặp lại lần nữa. Giữ hai tay bám chắc, vươn tay phải về phía trước, đạp chân trái về sau, hít vào gồng bụng vươn lên, giữ chặt người. 5, 4, xít cơ bụng lên. 3, 2 và xoay mặt về bên phải. Giữ nguyên chân như vậy, mình sẽ lật tay phải của mình lên trời. Phần thân sau giữ cố định, tay phải vươn lên, chân sau vẫn thẳng hàng với mông, đúng rồi, gồng bụng lên,
3, 2 và 1, xoay về phía trước, vươn tay phải thẳng về trước, gồng bụng và nâng chân phía sau. Sau đó hạ tay, hạ đầu gối, mình đổi bên. Đá tay chân phải và vươn tay trái, gồng bụng chắc lại, giữ chân thẳng hàng với mông, cơ bụng siết lại và vươn căng tay trái về phía trước. Hít vào, trụ chắc thăng bằng, thở dài, chống chặt tay phải, giữ chặt lực dưới sàn. Một nhịp nữa, hít vào, xoay mặt về bên trái và mình vươn tay trái của mình lên trời. Mở cánh tay trái vươn lên, chân sau vẫn giữ đúng vị trí cũ. Nhìn theo tay trái, 5, 4, 3, 2 và 1, từ từ hạ bàn tay và hạ đầu gối xuống sàn. Lắc lư lưng của mình về hai bên. Và mình có thể mở ngược cái bàn tay mình ngược về trong, xoay ngược lại từng bàn tay một. Rồi đổi qua tay bên kia. Sau đó mình quay về, mình kéo giãn lưng ở tư thế chó úp mặt giữa mình. Hai bàn tay chống chắc, mũi chân nhọn chắc và đẩy lưng cao lên vào tư thế đao đó. Bám chặt tay và rướn hết lưng, giãn người về phía sau. Đẩy thẳng lưng và rướn hết nữa, hai tay bám chắc vào. Mông rướn cao lên, người đẩy dài về phía sau. Giữ hai tay bám chắc, rướn vươn người về phía trước vào tư thế tấm ván. Gồng bụng lại, nhón mũi chân và rướn thẳng lưng vào tư thế tấm ván. Đẩy ngược về sau vào tư thế chó úp mặt duỗi mình, rướn về sau. Lặp lại, hít vào, vươn về trước trong tư thế tấm ván. Thở ra, đẩy về sau. Hai nhịp nữa, hít vào, vươn về trước trong tư thế tấm ván, gồng bụng vươn thẳng lưng nhìn xuống sàn. Thở ra, đẩy ra sau. Và nhịp cuối cùng, hít vào, vươn gồng bụng trong tư thế tấm ván, từ từ rạp người xuống Chaturanga, đổ người xuống sàn. Hít vào, rãnh hổ mang hoặc ốp đốc, nâng người vươn lên từ từ, lồng ngực mở, mở vai, vươn lưng lên và đẩy ngược về sau. Tư thế đào đốc, bám chắc chân và tay, đẩy hẳn người, rướn hẳn về sau và thở dài ra. Lắc nhẹ phần hông và vai về hai bên, lắc lưng qua hai bên, thở ra. Bám hai tay chắc. Từ đây mình đá chân phải của mình cao lên và bước lên giữa hai bàn tay của mình, bước về trước thảm đặt vào giữa hai tay, nhọn ngón tay ngẩng mặt và rướn lưng, chống chặt mũi chân sau, nhìn thẳng về phía trước. Hãy cảm giác vào độ thẳng hàng của cơ thể mình, mũi chân sau chống chắc và đầu gối trước vuông góc. Từ đây mình nâng hai tay lên đặt về bên mang tay và kéo dài người, rướn thành một đường thẳng từ mũi chân sau tới phần hông, tới phần vai và tới ngón tay phía trước mình đang kéo dài thành một đường. Hít, thở ra. 3, 2 và mình lật hoàn toàn hai tay, vươn lên trời luôn, nhìn hông xuống và vươn tay kéo dài người, giãn lưng. Sau đó chống hai tay lên hông và mình đứng thẳng đầu gối phía trước của mình lên luôn. Lúc này mình đứng bằng bàn chân phía trước và mũi chân sau. Sau đó xoay mặt về bên trái và hạ cái gót chân trái của mình xuống sàn. Mình sẽ vào tư thế tam giác, chân phía trước chỉ thẳng và chân phía sau đặt ngang. Vươn cả hai tay lên trời, hít vào rướn lên. Giữ tay trái trên trời, mình trườn tay phải về phía trước, đánh cái hông về phía sau. Trườn tay nhiều về trước nữa, nhiều về trước cho tới lúc mình có thể nắm lấy cổ chân hoặc là đặt bên trong bàn chân. Vươn mắt nhìn theo tay trái trên trời, mở lồng ngực ra, giữ trong tư thế tam giác. Hít và thở dài, cánh tay mở rộng, vai rướn lên. Hít sâu, thở dài ra. 3, 2 và 1, mình lật người vươn lên trở lại, vươn cả hai tay lên trời. Đứng người rướn lên. Sau đó chống hai tay lên hông, mình đóng chân bên phải của mình 90 độ và mình mở chân bên trái của mình ra 90 độ trở lại. Xoay hết cái thân của mình về phía
phía bên trái. Sau đó mình lật mũi chân sau lên, khuỵu đầu gối phía trước cho tới lúc đầu gối phía trước của mình vuông góc xuống sàn. Đổ rạp người về trước. Mình sẽ giữ thăng bằng trong tư thế tấm ván nghiêng ở đây. Kéo giãn người thành một đường, sau đó vươn hai tay theo mang tay, rướn từ mũi tay tới mũi chân phía sau, tất cả mọi thứ kéo thành một đường, gồng bụng lại, rướn căng người. 5 4 3 2 và 1, lật người lên trời, nhấn hông xuống, vươn hai tay, kéo thẳng người đứng lên. Sau đó từ từ chống hai tay lên hông và mình đứng thẳng cái đầu gối phía trước của mình lên luôn. Thăng bằng vào bàn chân trước và mũi chân sau. Xoay mặt về bên phải của mình, hãng ngang, gọt chân phải xuống sàn trở lại. Vươn hai tay lên trời, hít vào, rướn cao tay vươn người. Từ từ đổ nghiêng về bên trái, rạp từ từ tay trái xuống chậm, chậm rãi hạ xuống và vươn mắt nhìn theo tay phải trên trời. Giữ thăng bằng. 3 2 và 1, từ từ nâng người đứng lên luôn, hít vào, thở ra, chống tay lên hông. Mình lại xoay mặt về phía trước, đóng chân trái, xoay chân phải, khuỵu đầu gối phía trước, chống tay xuống sàn, rút chân về sau trong tư thế tấm ván, nhón mũi chân sau, rút và rướn người, giữ căng người ở tư thế tấm ván, đổ xuống sàn, thở dài ra. Tập vươn người, rướn lưng, thành hổ mang, mở lồng ngực lên và thở dài trong tư thế đao đót, giãn hết ra sau, đẩy dài rướn ra. Lắc lắc lưng về hai bên và đẩy giãn hết người về phía sau. Mình kéo giãn hết trong tư thế đao đót. Sau đó khuỵu nhẹ hai đầu gối, ép bụng vào đùi và mình rướn mông cao lên nữa. Cảm giác từ cánh tay của mình tới vai tới mông được rướn thẳng lên. Và ngẩng mặt nhìn về trước, mình bước hai chân của mình lên đầu thảm luôn. Đổ rạp xuống sàn, thở dài ra. Hít vào, lưng song song với mặt đất nhìn lên. Thở ra, rạp xuống. Và mình mở tay, vươn cả hai tay lên trời, đứng thẳng lên. Hít vào, rướn người, vươn tay, kéo dài lên và chắp tay về trước ngực, thở dài ra. Sau đó mình xoay mặt về phía trước, giữ hai chân của mình kẹp lại, mũi chân khép lại, gót chân hơi mở ra, đứng thẳng lên. Mình sẽ tập từng cái tư thế thăng bằng đơn giản nhất, đó là tư thế cái cây. Dồn lực qua chân phải của mình, đạp chắc lực lên chân phải và nhón mũi chân trái lên. Cảm giác về sự bám rễ của cái bàn chân phải mình dưới sàn, lồng ngực mình mở và thẳng lưng lên. Sau đó mình dùng tay kéo lên option đầu tiên, có thể là mình đặt vào dưới cái đầu gối của mình. Đối với những bạn mới thì chỉ cần đặt vào dưới, nhưng mà đừng chỉ đầu gối về trước, mở ngang cái đầu gối ra, cơ thể mình phải mở trong cái mặt phẳng ngang này. Và nếu được nữa, dùng tay trái kéo chân lên, đạp vào bên trong của đùi, đạp chắc chân vào. Mình sẽ cảm giác được hai lực, thứ nhất là lực đùi và lực bàn chân ép vào nhau. Lực thứ hai là lực của bàn chân phải đạp căng xuống dưới sàn. Sau đó nếu được, mình vươn hai tay và giọng người rướn thẳng lên luôn. Hai tay chắp lại, kéo lên trời. Lực từ phần thắt lưng, từ phần eo, từ phần kho của mình rướn lên, kéo lên vai, lên cánh tay, đứng thẳng, kéo dài người thành một đường, rướn lên. Giữ thăng bằng. 4 Cao lưng lên nữa. 3 2 Và mình từ từ hạ tay, hạ từ từ, rồi hạ chân xuống sàn. Lắc 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 chân, thả lỏng chân của mình ra. Sau đó mình đổi qua bên kia, chống hai tay lên hông và kiểm soát cả người mình đứng thẳng lên trước. Dồn lực qua hết chân trái của mình, mình nhón mũi chân phải lên từng bước một. Khi nào mà mình cảm giác được cái sự thăng bằng của cái chân phải trái của mình thì bắt đầu mới kéo chân phải đạp về bên trong và mở cái đùi bên phải của mình ra. Nếu mà mọi người vẫn chưa thăng bằng được thì hãy giữ cái chân nằm ở dưới cái đầu gối của mình thôi. Nếu đã cảm giác chắc được rồi, nắm lấy chân phải và đạp vào bên trong đùi. Bí quyết để cái chân không rớt xuống đó là mình phải ép hai cái lực vào nhau,
lực đùi ép vào chân, lực chân ép vào đùi và mở ra thăng bằng. Người mình nằm trên cái mặt phẳng ngang này, hãy nhìn cố định vào một điểm trước mặt và mình vươn từ từ hai tay rướn lên. Lúc này lực từ cánh tay rướn cao lên, lực từ chân bám rễ chắc xuống sàn, rướn thành một đường. Hít dài, thở ra. 4 3 2 và 1. Mình từ từ gỡ hai tay ra trước, rồi nhẹ nhàng gỡ chân ra, lắc 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 cái chân của mình. Mình lại dồn lực qua chân phải của mình trở lại, nhón mũi chân trái và mình dùng hai tay ôm lấy đầu gối bên trái của mình và ưỡn ngực đứng thẳng người lên, chắc lực xuống chân phải của mình, nhìn vào một điểm trước mặt. Sau đó mình dùng hai ngón tay của bàn tay trái nắm lấy ngón chân cái của chân trái, mình đá thẳng về phía trước, thẳng băng chân về trước, chống tay lên hông, trụ lại, nhìn vào một điểm trước mặt, gồng cái cơ bụng để giữ được thăng bằng, siết chặt cái đùi bên phải của mình. Nhìn vào một điểm trước mặt, 5 6 7. Nếu mà mọi người không thẳng chân được, hãy khuỵu đầu gối cũng được nha, rồi từ từ mình mới đạp thẳng ra. 8 9. Rồi từ từ hạ chân, hạ tay. Và mình đổi bên, dồn lực qua cái chân bên trái của mình chắc, chống tay lên hông, sau đó đan tay ôm đầu gối và mở lồng ngực về phía trước. Đây là bước đầu tiên cho mình cảm giác được cái sự thẳng hàng của các đốt sống lưng, sự thẳng hàng của cơ thể của mình. Sau đó rời tay trái chống lên hông, đưa tay phải nắm lấy ngón chân phải và mình đá từ từ về trước. Thẳng người, đứng thẳng, gồng bụng để giữ thăng bằng, siết đùi bên trái để giữ thăng bằng. 5 4 3. Chuyển lưng lên, 2 và 1. Từ từ gỡ ra, hạ chân và hạ tay, lắc 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 cái đùi của mình vào tư thế tiếp theo là tư thế dancer. Tư thế gọi là gì ta? Tư thế dancer. Hai tay chống vào bên hông, mình bước cái chân bên trái của mình chỉ về phía sau. Dancing Shiva, đúng rồi, mũi chân chỉ về phía sau và lồng ngực mở về phía trước. Từ vị trí này mình vươn tay phải lên trời, luôn giữ cái tay phải của mình bên mang tay, ngón cái ngón trỏ chắp lại. Lúc mà mình cúi xuống không có nghĩa là tay mình cúi xuống hay tay mình đưa xuống ha, mà mình vẫn luôn giữ tay và mang tay của mình gần nhau. Nhìn cố định vào một điểm trước mặt, sau đó mình rời tay phải, co đầu gối phía sau và nắm lấy chân tay trái chứ, rời tay trái, co đầu gối trái và nắm lấy chân trái từ phía sau. Cố gắng giữ tay phải và cái mang tay bên phải gần nhau, từ từ đá cái đầu gối của chân trái phía sau cao lên. Cảm giác được thắt lưng mình bắt đầu hơi uốn lên, đá cao lên nữa. Và bây giờ mình mới đổ rạp người xuống một chút xíu, giữ tay phải bên mang tay, đừng hạ tay phải xuống, giữ thăng bằng. 5 4 3 2 và 1. Mình nâng người lên từ từ, đứng thẳng lưng, hạ chân và hạ tay, lắc 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 cái người về hai bên. Mình đổi bên, chống hai tay lên hông, bước chân phải về phía sau, bước một bước về sau, nhìn vào một điểm cố định trước mặt. Sau đó mình vươn tay trái lên, tay trái bên mang tay bên trái của mình rướn lên trời. Đưa tay phải ra sau và nắm lấy chân phải của mình từ phía sau. Từ vị trí này, khi nào mình cảm giác được chắc thăng bằng rồi, mình bắt đầu đá đầu gối phía sau cao lên. Đầu gối đá lên nha, đừng ngửa lưng về, đừng rạp lưng trước, đá cao cái đầu gối lên trước. Sau đó mình từ từ mới rạp cái lồng ngực về trước một chút xíu. Và giữ ở đây, tay vẫn giữ bên mang tay, rướn uốn cong cái lưng lên. Đây là một tư thế back bend. 5 6 7 8 9. Và mình nâng người lên từ từ, hạ chân rồi hạ tay.
lắc 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 lưng, lắc 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 người. Mình sẽ vào một cái tư thế khá là khó, đó là tư thế chiến binh ba. Hai tay mình chống lên hông, dồn lực qua chân bên phải của mình. Cái phần cọ này nó hơi khó thăng bằng á, mình tìm cái vị trí nào mình đặt được cái chân mình chắc trước. Giữ cái lưng của mình thẳng, bây giờ cảm giác sự liên kết với phần mông, phần thắt lưng và phần lồng ngực phía trên là một đường thẳng trước. Độ chéo người, hơi chéo người về trước 45 độ, phần lưng chéo 45 độ, rời chân trái đưa ra phía sau. Chỉ cái mũi chân trái chạm xuống sàn. Sau đó mình bắt đầu nâng chân trái cao lên một chút, đạp căng chân về phía sau và rạp phần người phía trước xuống. Rạp tới lúc nào mà mình cảm giác cái người mình thẳng hàng thành một đường thì mình bắt đầu rời hai tay, gồng bụng và vươn thẳng hai tay về phía trước. 5 4 3 2 và 1, chống tay lên hông, nâng người lên và đứng hoàn toàn lên, lắc lắc đùi, lắc lắc vai và mình đổi qua bên kia. Mình đứng thẳng lưng lên, dồn lực qua chân trái của mình, sau đó mình lùi cái chân phải chỉ về sau, rạp chéo người về trước một chút. Cảm nhận được cái độ liên kết của phần lưng trên và phần mông, sau đó mình nâng chân phải phía sau lên chút một chút, nâng lên một chút và mình rưỡi người, vươn tới lúc nào mình cảm giác cái cơ thể mình thẳng hàng thành một đường. Nếu mà mỏi quá thì mọi người giữ ở đây thôi, chỉ cần giữ ở đây và nhìn xuống sàn cũng được. Nếu mà cảm giác chắc được rồi mới vươn thẳng hai tay về trước, rướn người thành một đường. 5 4 3 2 1 nâng người lên từ từ. Nâng lên, lắc lắc cái đùi, hông, vai và mình xoay mặt về phía trước trở lại. Hai chân mở rộng ra, hít vào. Mềm cánh tay, vươn người rướn lên. Thở ra mềm cái đầu gối, đổ người xuống, lỏng vai, lỏng lưng ra. Nhịp thứ hai, hít vào, mềm cánh tay, vươn người lên, thở ra, lỏng người xuống, thở dài. Nhịp thứ ba, hít vào, mềm người vươn lên, lỏng xuống, thở dài ra. Nhịp cuối cùng, hít vào, mềm người vươn lên, sau đó lỏng xuống và thở dài ra. Và mình hạ cái mông mình ngồi xuống luôn. Từ từ hạ mông, ngồi vào tư thế Asian squat, tư thế squat. Hai tay chắp về trước ngực. Mình lắc lắc cái hông về hai bên, lắc qua lắc lại hông. Mình mở cái vai một chút nha, bẩy cái tay trái vào cái đầu gối bên trái và chống cái bàn tay trái xuống sàn. Lật cái vai bên phải và mở đầu gối bên phải ra. Vươn mắt nhìn theo tay phải rướn lên. Giữ lại. 5 4 3 2 và 1, quay trở lại ở giữa, hai tay chắp, bẩy lồng ngực ra. Mình bẩy cái tay phải qua cái đầu gối bên phải chống xuống sàn, bẩy cái đầu gối trái ra. Vươn mắt nhìn theo tay trái rướn lên. 5 4 3 2 và 1, quay từ từ về trước, chắp hai bàn tay. Sau đó chống hai tay và mình kéo mũi chân, gót chân đi vào trong. Nhìn xuống, thấy cái mũi chân và gót chân của mình chạm vào nhau. Hạ mông từ từ và mình đứng lên cái ngón chân của mình này. Mình đứng hoàn toàn lên mũi chân của mình. Hạ mông vào gót chân, sau đó mình đổ từ từ cái đầu gối về trước, vuông góc. Song song với mặt sàn, đầu gối vuông góc với lưng trên. Hai tay mình chắp về trước ngực. Cảm giác thăng bằng toe stand đứng trên cái chân của mình. Vươn hai tay lên trời. Hít vào rướn lên, rướn lên, rướn lên. Vươn tay và rướn cao người lên. Thăng bằng, nhìn cố định vào một điểm. Tập trung vào hơi thở của mình. Mình sẽ giữ đây lâu một chút nha. Hít thở đều, đùi kẹp chặt lại, ngón chân kẹp chặt vào. 4 3 2 và 1, từ từ hạ tay, rồi từ từ hạ cái gót chân xuống sàn, ôm cái đầu gối vào và lắc lư. Lắc lư người mình qua hai, lắc lư đầu gối qua hai bên, lắc cho chân mình lỏng ra. Sau đó, ngồi lên cái mông, cảm giác cái mông mình chắc xuống dưới sàn, lắc qua lắc lại phần hông. Mở hai cái chân ưỡn ngực về trước. Sau đó dùng hai ngón tay
yogi hay ngón giữa và ngón trỏ, người ta gọi là ngón tay yogi, nắm lấy hai ngón chân cái của mình. Bí quyết để lên động tác này mà cái chân không bị đau á, mấy bạn ở lớp mình thường nói là nắm cho rớt cái ngón chân, muốn rớt cái ngón chân ra luôn á, thì mọi người phải bấu cái chân vào tay và cái tay bấu vào chân, hai lực đối chiều nhau, nắm chặt vào nhau thì mình mới không bị đau cái ngón chân nha. Ưỡn cái ngực lên trước, ngẩng mặt lên, nâng cái chân lên. Step đầu tiên là mọi người có thể giữ ở đây thôi nè, ổn cái ngực lên là được, đừng còng cái lưng nha, còng lưng chút nữa sẽ không vươn cao lên được nè. Nếu được nữa mở từ từ, lên một chút xíu, lên một chút xíu, mở từ từ. Nếu được đá cái chân ra luôn nè, mở cái lồng ngực rộng rãi và rướn cái người lên luôn, cơ đùi chắc dưới sàn, rướn và mở căng lưng, tay mở căng, lồng ngực mở căng, thăng bằng lên cái mông của mình, nhìn vào một điểm trước mặt, giữ ở đây, 5, 4, cố gắng bám ngón chân vào tay và bám ngón tay vào chân, hướng ngực lên, 3, 2, 1, từ từ khép hai bàn chân vào và nhịp nhịp hai cái đầu gối lên xuống. Sau đó mình gỡ hai chân về trước và nằm ngửa người ra luôn, lùi người về phía sau, mình nằm dài ra, nằm hẳn lưng xuống sàn, thả lỏng cái đầu xuống. Từ vị trí này mình úp hai tay xuống bên cạnh phần người của mình, xuôi tay theo người, hai mũi chân chỉ ra, giữ cái thắt lưng ép dưới sàn và mình nâng cả hai chân lên trời, chỉ thẳng hai cái mũi chân của mình lên trời, gồng bụng lại và ép thắt lưng xuống sàn. Giữ ở đây, hai tay úp, giữ cho thắt lưng và toàn bộ các đốt sống của lưng mình chạm xuống dưới sàn. Hãy nhắm mắt lại, hít vào dài, thở ra. Mũi chân chỉ căng lên, vuông góc cái chân, gồng chặt cơ đùi, ép thắt lưng xuống nữa, kích hoạt cho cả cơ bụng hoạt động lên. Hít thở dài. Rồi từ từ khuỵu hai đầu gối và đạp bàn chân xuống sàn, lắc hai cái đầu gối ép về bên trái rồi ép về bên phải của mình. Lắc lắc hai cái đầu gối để thư giãn cho phần lưng. Sau đó nằm vào giữa và xòe hai cái bàn chân, đạp mở hai cái đầu gối vào hai bên, hai bàn chân mình đặt vào nhau, hai lòng bàn tay ngửa ra. Mọi người có thể lắc lắc hai cái đầu gối, nhịp lên nhịp xuống hai cái đầu gối vào tư thế con bướm lúc mình nằm ngửa. Sau khi tìm được cái vị trí thoải mái cho cơ đùi thư giãn và cho thắt lưng thư giãn rồi, mọi người lắc lư cái lồng ngực, nâng lồng ngực hạ xuống để cho cái đốt sống ở ngực mình chạm hết xuống sàn và nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hãy cảm giác về sự mở rộng của cơ thể mình. Hãy để hai lòng bàn tay ngửa ra, các ngón tay co lọc tự nhiên. Hãy để hai đầu gối mở ra, thả lỏng hai cái đầu gối mềm xuống. Mình lắng nghe vào nhịp thở của mình, từng nhịp hít vào và từng nhịp thở ra dài và sâu. Thank you.
và nhẹ nhàng khép hai cái đầu gối của mình chạm vào nhau. Đổ nghiêng hai đầu gối về một bên và nằm nghiêng người, thả lỏng nghiêng về một bên. Mọi người có thể dùng tay phía dưới làm gối, lỏng lưng hết qua một bên mềm ra. Mình giữ ở đây thêm một vài nhịp nữa. Và vẫn nhắm mắt, chống tay và đâng người, mình ngồi thẳng lên. Thẳng lưng lên và mở rộng lồng ngực ra. Đặt hai tay lên đầu gối của mình, bả vai mình mở ra. Hãy hít thở một vài nhịp trước khi mình kết thúc. Hít vào một hơi sâu và thở dài ra, rồi nhẹ nhàng mở mắt ra luôn. Cảm ơn mọi người đã tập bài tập balance và tập về sự thăng bằng, kiểm soát cơ thể và kiểm soát hơi thở để kiểm soát được sự thăng bằng của mình trong bài tập vừa rồi. Hẹn gặp mọi người vào bài tập ngày mai, bài tập lần sau về một cái chủ đề khác. Nếu bạn chưa đăng ký kênh YouTube của mình thì hãy bấm nút đăng ký, bấm nút like, share nếu bạn thích video này và đừng quên bấm nút chuông để nhận thông báo về bài tập tiếp theo nha. Tạm biệt mọi người. Namaste.